Xin chào của chú anh chị. Đầu video xin chúc của chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Xin giới thiệu với cô chú anh chị hai bất động sản mặt tiền đường Nơ Trân Long thuộc phường 12 quận Bình Thạnh đang có nhu cầu bán. Bất động sản thứ nhất đang nằm trong khung hình với diện tích ngang 38.5, chiều dài là 47.5 m², tổng diện tích đất được công nhận trên sổ là 1.838 m², đất thổ cư. Hiện trạng thì đang cho thuê làm quán ăn. Vì pháp lý thì giấy tờ cá nhân đứng tên và giá chủ đang chào bán là 398 tỷ còn thương lượng trực tiếp với chủ tài sản. Và nếu cô chú anh chị cần một diện tích lớn hơn thì có thể tham khảo luôn căn kế bên. Căn này đang nằm trong khung hình với diện tích ngang 12.7, chiều dài là 60m và vào bên trong đã hậu đều là 22m. Tổng diện tích đất được công nhận là 1.129 m². Đất ở đô thị. Hiện trạng là trệt 5 lầu, đang cho trường cao đẳng thuê 400 triệu một tháng. Vì pháp lý thì giấy tờ cá nhân đứng tên và giá chủ đang chào bán là 230 tỷ còn thương lượng trực tiếp với chủ tài sản. Cô chú anh chị quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp về số điện thoại 078 75 72158 để em gửi giấy tờ cũng như là trao đổi thêm về bất động sản này. Rất cảm ơn cô chú anh chị đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bất động sản tiếp theo. Xin chào.